Dòng nước thải đen kịt, đặc quánh, từng túi rác lớn nhỏ trên mặt sông, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho ai đi qua cũng cảm thấy choáng váng. Vậy mà nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sống bên cạnh các dòng sông như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy vẫn hàng ngày phải chấp nhận sống chung với những dòng sông chết. Ngày xưa thì nó đỡ thối, bây giờ càng ngày càng thối suốt ngày đêm. Nhất là những ngày mưa và nước nó xối xuống thì càng thối. Thứ hai là về môi trường thì là rác rưởi thì đổ bừa bãi ở bên bờ. Đấy, rất là mất được. Thứ nhất là cái mỹ quan môi trường là không được đẹp. Thứ hai là ô nhiễm môi trường. Nhà cô nhiều lúc phải đóng cửa, nhất là buổi gần buổi sáng là nó gió nó có đưa về nhà thối lắm, lồng phải đóng cửa hết, không dám mở cửa ra đâu. Những năm qua, nhiều dự án nạo vét, cải tạo, tiếp nước làm sạch các tuyến sông trong lòng thành phố đã được triển khai nhằm góp phần làm hồi sinh những dòng sông bị ô nhiễm trên địa bàn thủ đô. Theo đó, đến năm 2020, thành phố sẽ hoàn thành việc tách nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ vào hồ, xử lý tất cả các hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy vậy, đến nay hiệu quả từ những giải pháp đã triển khai chưa cao, hàng ngày vẫn có số lượng lớn nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp xuống sông hay hình ảnh một bộ phận người dân vứt rác xuống dòng sông. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, lượng nước thải mà cư dân thủ đô cùng các nhà máy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thải ra mỗi ngày lên đến 300.000 tấn. Trọng lượng nước thải này chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cụ thể, mỗi năm, lượng chất thải thải ra các sông ngòi, ao hồ tự nhiên là 3.600 tấn hữu cơ, 317 tấn dầu mỡ, dung môi cùng nhiều kim loại khác. Riêng hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy đã có 700 nguồn nước thải đổ vào với khối lượng 80.000 mét khối mỗi ngày. Khi hết mùa mưa, chất thải hữu cơ đổ xuống sông đều phân hủy tại chỗ, gây ô nhiễm. Vì vậy, các dòng sông luôn trong tình trạng đen kịt, ùn ứ rác thải trên mặt sông, mùi hôi thối bốc lên gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân sống cạnh sông. Cái mùi hôi thối lắm em ạ, đau hết cả đầu. Nhiều khi đi qua đây có cái mùi sông cống nó bốc lên, nó không thể ngửi nổi, sắp chết luôn rồi đây em ạ. Bởi vì là cái sông mà nó từ xưa nay rồi nó rất là hôi, nó có mùi, nhất là những lúc mà mưa gió nó nổi mùi lên, có hôm có cả rắn, có cả lọ kia rắn rết lên kinh lắm. Thì muốn chính quyền coi như là nhà nước can thiệp và để cải tạo con sông mà cho dân làng nó ở đỡ khổ, cho người đi đường người ta đỡ ngửi cái mùi hôi thối. Trẻ con nó mau lớn, chứ mùi này trẻ con nó suy dưỡng về mùi thối rồi đấy. Thực trạng ô nhiễm của các dòng sông tại thủ đô không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Đương đầu với sự ô nhiễm nặng nề, để giải cứu được những con sông chết này cần có sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của người dân trong khu vực.